Niềm tin phi lý là gì? Những giá trị cá nhân, quan điểm và thái độ của bạn sẽ tạo nên hệ thống niềm tin của chính bạn. Ý tưởng tự bại, self-defeating thoughts, là bất kỳ quan điểm tiêu cực nào mà bạn dành cho bản thân và thế giới xung quanh. Nó còn được gọi là niềm tin sai lệch hoặc không đúng đắn, mistaken or faulty beliefs. Những quan điểm này có tác động đến lòng tự trọng của bạn và cả những cảm nhận của bạn về khả năng của chính mình cũng như về các mối quan hệ với người khác. Niềm tin tự bại, self-defeating beliefs, là những quan điểm tiêu cực của bạn về chính mình hoặc về các mối quan hệ với người khác. Những niềm tin tiêu cực thường là nguyên nhân đằng sau cảm giác bế tắc, do chúng ta cảm thấy mâu thuẫn giữa cách mọi thứ diễn ra và cách chúng ta mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra. Vấn đề là bạn không thể thay đổi những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Niềm tin phi lý là sự thích nghi kém đối với các tình huống bạn cảm thấy vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Có một số loại niềm tin phi lý luôn được xem là vô ích. Các niềm tin phi lý phổ biến đó có thể kể đến như sau. Nếu như mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch của tôi sẽ không vui. Tôi có thể kiểm soát hành vi của người khác và khiến họ cư xử theo cách tôi muốn. Những người có cách cư xử hay quan điểm khác với tôi đều có vấn đề. Nếu tôi không nhận được những gì mình xứng đáng được nhận, tôi sẽ không vui. Nếu tôi lo lắng về những chuyện ở tương lai, tôi sẽ có thể kiểm soát được nó. Tôi có thể bảo vệ bản thân nếu như tôi tránh các rủi ro. Hãy tự hỏi xem liệu bạn có đang có bất kỳ niềm tin phi lý nào kể trên hay không. Hãy nhớ rằng mỗi niềm tin đó đều thể hiện sự bóp méo hoặc phóng đại thực tế. Bạn có thể có được sự bình yên trong tâm trí bằng cách buông bỏ mong muốn kiểm soát của mình đối với cách người khác nhìn nhận và đối xử với bạn. Để tiến bộ, bạn cần phải bỏ đi những mặc định cho rằng thực tế nhất định phải tuân theo một trong những suy nghĩ phi lý này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập 1 của những niềm tin phi lý là gì. Ở tập 2, chúng ta sẽ giải thích thêm vì sao những niềm tin phi lý này lại gây hại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like và subscribe cho kênh của Sai Quốc Phi nhé.